Vào ngày 8-9 tháng 11 vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị truyền thông tiêu chuẩn ISO 17024 tay nghề làm đẹp 2023 với những hoạt động vô cùng sôi nổi. Sự kiện quy tụ dàn khách mời là những chuyên gia nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong ngành làm đẹp và đông đảo học viên tham dự. Tại đây, Master Trương Thị Hải Vân đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong vai trò trưởng ban giám khảo Thập Thông Liệu Pháp khi đưa ra những đánh giá thí sinh đầy quyết đoán và công tâm phù hợp với các tiêu chí cuộc thi. Hội nghị truyền thông tiêu chuẩn ISO 17024 đã diễn ra nhiều hoạt động đầy ý nghĩa. Đây là cơ hội gặp gỡ và kết nối với những bậc thầy spa, chuyên gia thập thông liệu pháp và các chuyên gia chăm sóc mẹ và bé nổi tiếng trong ngành làm đẹp. Nằm trong khuôn khổ hội nghị, cuộc thi tay nghề làm đẹp 2023 cũng thu hút đông đảo học viên tham gia. Giữ trọng trách trưởng ban giám khảo thập thông liệu pháp, Master Trương Thị Hải Vân đã thể hiện sự chuyên nghiệp trong quá trình làm việc khi đưa ra những đánh giá khách quan mang tính chất xây dựng nhằm hướng đến các tiêu chí công bằng, minh bạch của cuộc thi. Ngoài ra, cô còn trực tiếp giám sát, chỉ đạo và điều phối hoạt động của công tác thực hiện màn trình diễn của các thí sinh. Xin được chào quý vị khán giả và Vĩ Khang đang có mặt tại chương trình ISO tay nghề làm đẹp năm 2023 và bên cạnh Vĩ Khang đây chính là trưởng ban giám khảo của chương trình. Xin được chào chị. Chị có thể gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả được không ạ? Hải Vân xin trân trọng kính chào tất cả các quý vị và các bạn ở trên màn hình. Tôi là Trương Thị Hải Vân, hiện nay tôi đang làm giám đốc công ty Khỏe Đẹp Thập Thông Liệu Pháp. Tôi thì hiện nay đi về lĩnh vực đào tạo, chuyển nghề, chuyển giao công nghệ, cũng như là trị liệu về nắn chỉnh làm đẹp khuôn mặt bằng đôi bàn tay. Và biết được có cái chương trình là cái cuộc thi về ngành làm đẹp này, cùng với cả nail, móng rồi là bầu, chăm sóc mẹ bầu bé về y học cổ truyền, thì Vân cũng đưa các bạn học sinh của mình cũng đến để tham dự cái chương trình của Khỏe Đẹp Thập Thông Liệu Pháp là nắn chỉnh làm đẹp khuôn mặt bằng đôi bàn tay, và với 19 bạn là coi như là cũng học viên và những bạn trong chuỗi thập thông liệu pháp của mình cũng đến để tham dự cuộc thi này. Mặc dù là thời gian mà để được báo là biết là có chương trình thi này nó rất là ngắn, em và các bạn cũng không có thời gian để chuẩn bị nhiều. Tuy nhiên là gần như cái tình yêu mà đối với thập thông liệu pháp nó trong máu thịt rồi. Thế nên là các bạn cũng là làm được cũng rất là phấn khởi. Thế thì cũng mong rằng là các cái chương trình lần sau nữa thì được báo sớm hơn thì sẽ có nhiều người tham gia hơn nữa. Bởi vì là cái lượng học viên của thập thông liệu pháp rất là đông. Dạ chắc chắn rồi là chương trình của chúng ta sẽ còn rất là nhiều mùa sau nữa. Và xin được cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng bổ ích và thú vị của chị Hải Vân. Và xin kính chúc chị có thật là nhiều sức khỏe cũng như là sự nhiệt huyết và ngọn lửa của mình thì ngày càng mang đến nhiều giá trị tuyệt vời cho khách hàng. Mình rất là cảm ơn ban tổ chức ở Hàn Quốc và ở ISO quốc tế và ở Việt Nam. Xin được cảm ơn chị rất là nhiều. Hiện tại Master Trương Thị Hải Vân đang nắm giữ các chức vụ giám đốc của công ty Khỏe Đẹp Thập Thông Liệu Pháp, tổng giám đốc của chuỗi trung tâm đào tạo chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Thập Thông Liệu Pháp, gồm 10 trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Bình Dương, Tuệ An, Bửu Chân, Phúc An, Giác Ân, Tâm An, Thương Huyền. Trong sự nghiệp của mình, cô đã gặt hái được vô vàn thành tựu đáng ngưỡng mộ, nổi bật như thương hiệu top 10 nổi tiếng quốc gia năm 2023, doanh nhân xuất sắc tiêu biểu năm 2023, nghệ nhân văn hóa tiêu biểu Đông Nam Á. Ngoài ra, Master Trương Thị Hải Vân đã đào tạo 132 khóa học truyền nghề khắp trong nước và Cộng hòa Liên bang Đức với hơn 5.600 học viên qua hình thức trực tiếp và online từ 13 quốc gia trên thế giới. Cô giữ vai trò chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh, tư vấn chữa bệnh không dùng thuốc, trường trung cấp y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội, đã nắn chỉnh làm đẹp góp phần tạo nên hai ngôi vị Á hậu doanh nhân tài sắc thế giới và Hoa hậu cộng đồng 2023. Đồng thời, cô đã hoàn thành chứng nhận năng lực quốc tế ngành chăm sóc sắc đẹp ISO 17024. Sắp tới, trong tháng 12 năm 2023, Master Trương Thị Hải Vân xuất sắc được vinh danh danh hiệu nhà khoa học sáng tạo đổi mới và được mời làm phó chủ tịch hội đồng giám khảo cuộc thi Hoa hậu doanh nhân tài sắc thế giới năm 2024 tại Thái Lan. Sự hiện diện của Master Trương Thị Hải Vân trong vai trò trưởng ban giám khảo thập thông liệu pháp đã góp phần nâng tầm uy tín hội nghị truyền thông tiêu chuẩn ISO 17024 tay nghề làm đẹp 2023. Qua đó, khẳng định vị thế của ngành làm đẹp Việt Nam và tiếp tục vươn xa, sánh vai với các cường quốc làm đẹp trên thế giới.